để kết thúc chương trình thì em có một vị khách tới chơi, đó là anh Thế Vinh với bài Một Mai Anh Giã Từ Vũ Khí, sáng tác của Nhật Ngân. Quý vị ơi, Thế Vinh sẽ hát một bài hát. Bài hát này là nói lên ước mơ của người lính. Và ngày xưa chúng ta là ở Việt Nam, chúng ta là lúc nào cũng mong là hòa bình hết á. Nên bài này rất có ý nghĩa. Mời quý vị thưởng thức nha. Rồi có một ngày, sẽ một ngày tin chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo. Em ơi, xin bỏ lại đây, trả lại đây, thép gai răng với lũy hào sâu, lỗ châu mai với những bìa lỗi. Đã bao năm máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trả súng đạn này khi xanh nở sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa không chúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh, nên trở thành hòn bê rong rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thóc bộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bàn anh đó đang say ngủ yên. Cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày, sẽ một ngày cho chúng mình, ta lại gặp ta còn bông tay mở dòng thương mến ba ô la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, đêm mai lên khói âm tình thương, hát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiêng đường này mơ ước bao lâu. Một ngày
cho chúng mình. Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở dòng hương mến. Paola, chuông chủ làng xa chiều lại vang, đêm mai lên khói âm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chủ làng xa chiều lại vang, đêm mai lên khói âm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn.